Hội đồng hương quản trị Dallas Forward trân trọng thông báo hội sẽ tổ chức một buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 5 2018 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Chipotle Park, 5700 Lake Ride Parkway, Granbury, Texas 75054. Chương trình sinh hoạt gồm có ăn trưa, các trò chơi và các môn thể thao thi đấu có thưởng như bóng chuyền, vũ cầu, kéo dây và một chương trình văn nghệ do các đồng hương và thân hữu trình diễn. Hội đồng hương quản trị trân trọng kính mời.